Neon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Ngân vàng nè, chuẩn bị ngân vàng nè. Hey. Yeah. Đây là trò chơi liên hoàn, chúng ta sẽ có 3 đội chơi ở 3 vị trí khác nhau. Đội nào có người chiến thắng nhiều hơn, đội đó thắng. Mời lui về sau. Đầu tiên là vị trí chúng ta chơi hai đội, hai bên. Mỗi cá nhân phải làm sao thổi được cái cục giấy này, ngã được chai. Chai nào cũng được, miễn sao 5 chai ngã là được. Nếu như trong trường hợp mình thổi, chai đối phương ngã là có lợi cho đối phương, vậy thôi. Trời ơi, hột. Trò chơi tiếp theo là trò chơi linh hoạt. Chúng ta sẽ đập tay vào nhau một cách liên tục. Và sau đó sẽ có người ta nhanh tay, người ta lụm cái đó, mình đập cái đấy bể thua. Nhưng mà mình nhanh hơn thì mình sẽ lụm. Đó, đó, bỏ về lại. Đó là thua. Mọi người hiểu chưa ạ? Đó, đơn giản vậy thôi. Trò chơi thứ ba dành cho những người lớn tuổi. Ok, là tôi đó. Trò chơi này chúng ta sẽ có nhiều cái cục xúc xích sắt đây. Yeah. Chúng ta sẽ ghi bất kỳ con vật nào ở trên thế giới loài người mà có thật. Thế giới loài vật chứ. Thế giới loài người. Những con vật trên thế giới loài người có thật. Những con vật trên thế giới loài người. Thế giới loài người biết đúng không? Đúng rồi. Yeah. Thì ta ghi tất cả mỗi mặt một con. Thì sau đó sẽ có ba tổ chức hỏi con nào to nhất thì hai bạn sẽ thảy. Bạn nào hiện lên cái con đó to nhất bạn đó thắng. Vậy cái đó em chơi. Ôi. Anh chơi này lanh lợi hả? Chơi anh thổi em thổi. Cái phần chơi mà các con vật trên thế loài người á là chúng ta sẽ cược bằng những quả trứng gà bằng vàng này. Đúng rồi, vậy thôi anh đúng này. Chúng ta sẽ cược nhau sau mỗi lần thả thì ai thắng thì sẽ được quyền hình phạt. Trong này nó có những hình phạt riêng của nó. Ok. Trận đầu tiên là Lan Ngọc và Võ Tấn Phát, chuẩn bị 2, 3 bắt đầu. Hay quá Phát ơi. Hay quá Phát ơi. Trời ơi. Thưa quý vị thân mến, các anh chị em nghệ sĩ thân mến, trò chơi này cần sự gan dạ và sự khéo léo. Vâng, gan dạ thì có 5 vị dạ. Đúng vậy. Đây là chương trình Discovery. Ghê vậy. Đúng vậy. Xin hỏi chị Ngọc, chị đã từng sợ con gì nhất? Em sợ con ếch. Có ếch. Nói ra chi vậy? Nhưng mà không có đâu. Không có dạ. Đâu. Dạ sợ con rắn. Sợ rắn hả? Nói chung là mấy con nào không có chân thì em sợ. Có nó trong chương trình này. Em sợ mấy con mềm mềm dài dài mà nó. Em tả cái gì kê gớm vậy bé Ngân? Con gì mềm mềm dài dài? Lương chẳng hạn. Lương em, lương con không có lông nữa là con không có lông luôn. Rất là ghê luôn. Con đứng sợ con gì? Em không sợ con gì hết, em chỉ sợ con em. Sợ con của mình, con cái. Sợ con em gì? Em là em sợ con rắn. Em thấy rắn là chắc em xỉu luôn. Tức là sợ con gì? Sợ con vợ thôi. Vợ thôi. Vinh sợ con gì? Vinh sợ Ngân. Sợ Ngân. Ủa nếu vậy thì anh Luật sợ con Ngọc, Phát sợ con Dạ là đủ luôn. Ok quá trời. Thì nói thiệt nha, những con mà vừa kể là có đó. Trước giờ có con nào mà nó cắn anh chưa? Cắn anh thì có một con thôi, đang ở bên Phú Nhuận á. Tất cả những con vật mà chúng tôi chơi đều là những con vật hiền lành, ngoan ngoãn và không có khả năng cắn người. Mời tất cả lùi về sau. Dạ. Mỗi đội sẽ có 4 người. Ha. Ê! Anh thấy gì vậy? Trời ơi! Dạ. Không thấy được gì hết á. Dạ. Đâu không thấy được. Nhưng mà anh Luật thấy rồi. Có rắn. Em sợ con mấy con trơn trơn mềm mềm nó lắm. Thấy ghê lắm. Em nói được con rắn đi, có con trơn trơn mềm mềm là con gì mà chả trơn mà mềm. Mỗi đội sẽ có 4 người chơi. 4 người là 4 hộp. Một người dùng một tay ở hộp màu trắng sẽ tìm kiếm chìa khóa, sau đó đưa cho người còn lại mở ổ khóa. Mở hết ổ khóa, thời gian đội nào ngắn hơn đội đó chiến thắng. Dĩ nhiên khi mình mở để cho nó thêm sợ hãi thì mình bịt mắt lại. Và dĩ nhiên có vài hộp nhưng có rất nhiều chìa khóa, chúng ta không biết đâu là thật đâu là giả. Và vì là đội thua nên phải bị chơi trước. Ủa? Mời các bạn đội thắng đứng ở đây. Chọn hai bên này, chọn bên nào? Tôi bên này đi. Tôi nghe mùi bên này tâm dữ lắm. Rồi, được nói chưa? Rung thiệt nha, em sợ bóp chúng con rắn chắc là đi cấp cứu á. Ê, chưa?
thấy chưa? Chị Ngọc làm cãi chị Ngọc cho chú là chết luôn á. Là chết luôn á. Trời gì vậy? Gì vậy? Chương trình năm nay chơi ghê quá vậy. Được 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 luôn hả? Chạy ơi. Trời ơi anh được cái. Lại là cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Thua đi Lực ơi, thua. Gì vậy? Nghe lời em, thua. Đừng có bắt, đừng có bắt Lực ơi. Khó quá, khó quá. Thôi mọi người ơi, bảo hiểm. Mấy em chưa có đấu hạng á. 3 ghê quá. 1 Bắt đầu. Bỏ tay vô, bỏ tay vô, bỏ tay vô. Tay đây, tay đây. Trời ơi. Bỏ vô mới lấy được chìa khóa. Kiếm chìa khóa trước đi. Ờ, đúng mấy con em sợ luôn. Trời ơi, lỡ đụng mấy con chết chết hết trời. Khoan. Đừng phát, đừng cắn nó phát. Em nói thiệt, cẩn thận cái chừng nó cắn. Ê! Từ từ. Ê! Từ từ. Không ghê quá vậy, phát đừng làm gì ghê vậy. Em chung có giá trị luôn. Cái gì nhất nhất? Nhọt vậy? Cái con em sợ nhất đó. Không, bây giờ em biết em sợ con gì rồi. Biên tập. Gì vậy trời ơi. Bỏ cụ đi phát. Ghê quá. Y chửi cái đầu đó đó. Đó đúng rồi, chìa khóa đó, lấy đi, lấy đi. Đi lấy đi. Ê. Đó, đúng phải rồi. Phân nó xong rồi đừng lấy cái chìa khóa. Yêu chửi sao không vậy? Được vậy? Thôi đi phát đi thôi ơi. Lại đỏ là câu gì? Câu đỏ. Đây mới đúng nè. Đúng rồi. Một cây cầu rồi. Gò dấp đâu bình lại cô tôi. Đúng rồi, gần nhà là Mỹ Già, cái cầu đỏ. Thì sao em show tôi? Không phải. Tại sao em show tôi? Hả? Tại sao em show tôi? Tôi với em một đội. Mà sao anh cứng quá, anh chị... giữ trụ dữ vậy? Trên đời này chị không muốn chơi với ai hết trơn á. Ai cũng là kẻ thù của chị á. Từ từ, đừng có giống quá đời đó. Đừng có chân ngập thôi, chứ có gì đâu. Ủa thì vậy, thua làm thì chung. Vinh làm thua chứ. Thì chung, mà tại sao chung mà kỳ vậy? Nhưng mà anh Vinh phải làm em. Sao thì làm đi. Đưa hai cái tay lại. Nghẹt thở, nghẹt thở. Kể tên 3 rapper nổi tiếng. 7 Dây chắc 4 3 2 1 Với lại trời ơi, cái riết nữa. Trời ơi, 7 nụ cười. Sai nha. Sai nhiều rồi. Ấy tôi cái tay, tôi tính cái tay bộ. Ờ anh kẹt chân chi vậy? Trò chơi này cần sự khéo léo, xin mời hai đội. Mỗi đội sẽ có thời gian là 3 phút. Mỗi thành viên sẽ đội cái mâm mình lên. Và sau đó chúng ta dùng cái cây này chúng ta gắp trái cây. Dĩ nhiên để lên đầu mình rất là khó, nên chúng ta được quyền để lên đầu đồng đội của mình. Ai cảm thấy mâm mình đầy thì mình leo lên đây, đi ngang như cua và về bỏ vào cái thau của mình. Đội nào nhiều trái cây hơn tính đơn vị trái. Không tính ký. Không tính ký. Không, không. Đội nhiều hơn, đội đó thắng. Yeah. Ôi, cái này là có chị dạ rồi. Có chị dạ gì? Ý là giữa thăng bằng ok. Ngon rồi hả Ngân? Tôi tiền tình mà thăng bằng ok gì? Thiệt sự á, có chấp cái gì được bên này không? Còn đỡ hơn hai người tiền đình. Tiền đình thì liên quan gì không đâu. Mà em sợ đầu anh Luật đổ cái đó vô nó bị trượt. Đổ cái đó vô nó bị trượt. Nó lật. Em đâu có nói đâu, cái anh em luôn nói chuyện với bạn trai em đi. Lưu ý là không gắp Google nha. Đúng vậy, đợi nó chơi trước. Quánh tôi xì. Quánh tôi xì đi. Quánh tôi xì ra cái gì, ra cái này. Em ra cái kéo. Kéo ok, đây, rồi. Hai bạn quánh tôi xì, đó là hạt nhài và hề tại.
Lịch sử lặp lại, lần trước á, em nói là em ra cái kéo nhưng anh vẫn ra theo em. Thì em thua vì em nghĩ là anh gian dối. Bây giờ em có gian dối nữa không? Vậy lần này anh có gian dối em không? Anh không, anh chưa bao giờ dối ai. Xạo, vậy không vậy trời. Trời ơi, có cần tôi kể ra không? Kể đi anh, kể đi, em muốn nghe lắm. Ngã tu xì. Anh ra cái gì? Em ra cái kéo đúng không? Anh ra cái gì? Sao mà nói từng chữ một thôi? Ra cái bao, anh hứa bao. Anh nói từng chữ một cho đi. Anh ra cái bao. Ok. Ok. 1, 2, 3. Ba. Trời ơi, con người lương lẹo. Kêu quỷ ra cái kéo. Quỷ ma như nhau, quỷ ma như nhau. Em đâu có muốn cắt anh đâu. Em ra cái kéo là em ăn anh rồi. Em đâu có muốn ăn anh đâu. Người ta không muốn cắt anh. Ủa, mình nhanh xíu rồi, mình nhanh xíu rồi. 1, 2, 3. Thấy chưa? Anh cũng ghê lắm. Hai ba này cùng quê. Nếu như bây giờ mà hai đứa cùng ra một món nữa mà què nhau nữa là hai em sẽ có duyên phu thê đó. Ok. Ủa sao vậy? Ủa? Ủa? Tự nhiên cái gì vậy? 1, 2, 3. Ba. Rồi xong. Rồi, cưới nhau rồi. Lại cái đó, lại cái nữa. Đổi rồi, qua đây. Mâm ngủ quả luôn. Đi lên cưới. Trời, hài nhạc mà lấy hề tại là y xì luôn. Hai đứa cưới đi, chị đi 5 bạn. 5 bạn là nhiêu tiền vậy chị? 5 bạn em biết. Tùy bạn chứ quê, bà thành phố. Bà thành phố á. Bà thành phố 800 ngàn bạn. Chữ chính 2 triệu. 5 bạn có 10 triệu hả? Ít lắm. Không, em đại cái là em đại Đồng Nai. Dạ. Đúng không? Ok, 1, 2, 3. Cũng anh nhường cho em thôi. Đúng rồi, của okay. Chồng công nhận. Anh Giang. Bên này bên kia gửi chồng qua bên này rồi bên nhóm em trà trộn thì làm sao ăn được. Đợi nào chơi trước. Em lần này em cố gắng để em thua coi. Em mời bên đó chơi trước. Xin mời. Quy. Vui lên em ơi. Thưa quý vị thân mến, như quý vị biết, nghệ sĩ chúng tôi làm việc thì cái giờ giấc ăn uống nghỉ ngơi nó không có giống như người bình thường. Khi làm việc xong thì chúng tôi có thể ăn và về nhà lúc nào thì ngủ lúc đó. Sáng tới giờ làm việc lại đi làm, cho nên nhiều khi nghệ sĩ cũng đói. Thì đây là lúc chúng ta sẽ ăn. Ăn bột hả anh? Rồi. Chúng ta sẽ có 3 cặp chơi. Chỉ trả lời câu hỏi, ai trả lời không được thì lập tức bị một người đối thủ của bên đội kia đẩy xuống bột. Vậy thôi. Dạ. Chỉ có 7 giây để trả lời cho cái đáp án. Và đáp án này nên nhớ, trong đó phải có mấy cái đáp án trong đó. Mấy cái đáp án là sao? Ví dụ hãy kể tên 3 quận ở thành phố Hồ Chí Minh. 1, 2, 3. Nhưng mà câu hỏi không đơn giản như vậy. Đúng vậy. Xin hãy chọn đối thủ. Dạ. Em Minh Dự. Chị hoài vậy. Như vậy thì sau lưng Minh Dự sẽ là Tiến Luật. Và sau lưng Lan Ngọc sẽ là... Anh ơi nhẹ nhàng đi đồng đội em. Ủa anh Vinh đi. Thôi, em có thể thắng một cuộc chơi mà em thua cả đời. Cả đời. Sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Bây giờ mình sẽ quẩn tù xì để gọi là giành quyền hay nhường quyền trả lời. Bởi vì nhiều khi mình không cần trả lời mà mình vẫn thắng. 1, 2, 3. Giành hay nhường? Nhường. Sau mỗi câu hỏi đúng hay sai, chúng ta sẽ quay trở lại bằng việc quẩn tù xì. Hãy kể tên 3 rapper nổi tiếng. 7 Giấy cắt 5 4 3 Ê gì tên đang bầu với lại á. Trời ơi, ca rít nữa. Trời ơi. Làm rồi. Ai? Làm rồi. Ủa bỏ sao? Có nhà Ngọc quá, chị Ngọc quá. Câu đỏ là câu gì? Câu đỏ. Câu đỏ là câu gì? Câu đỏ. Đây mới đúng nè. Đúng rồi. Một cây cầu ở Gò Vấp. Gò Vấp đâu? Bình lại cô tôi. Đúng rồi, gần nhà là Mỹ Dạ, cái cầu đỏ. Thì sao em show tôi? Không phải. Tại sao em show tôi? Hả? Tại sao em show tôi? Tôi với em một đội. Mà sao anh cứng quá, anh chị... giữ trụ dữ vậy? Trên đời này chị không muốn chơi với ai hết trơn á. Ai cũng là kẻ thù của chị á. Trời đất ơi, cái gì mà thông minh dữ vậy? Chỉ có thể là VinFast. Tụi em đâu có cơ hội trả lời. Tụi em trả lời là tụi em sẽ được trả lời được. Đâu, cái bài hát thất tình là bài gì? Đâu đó, nói thử coi. Vầng trăng khuyết. Vầng trăng khuyết. Happy. Đã không còn. Nó vầng trăng khóc. Bài đó, bài vầng trăng khóc.
cho một thao bột vô mặt đi. Cầu vòng huyết là vần trắng cầu cầu vòng huyết mà vần trắng khóc hai vần cầu vòng huyết và vần trăng khóc nó ra vần trăng huyết. Ghê thiệt. Anh sợ đội tôi chưa? Sợ thiệt. Đúng là cái đội lành ít dữ nhiều ha. Thấy là uy tín liền. Không sao, không sao. Em chơi trước mà. Được em đã. No, no. Từ từ, thôi, đừng có giống quá đâu. Đừng thua thì chung thôi, chứ có gì đâu. Ủa thì vậy? Thua làm thì chung. Vinh làm thua chứ. Thì chung mà tại sao chung mà kỳ vậy? Nhưng mà anh Vinh phải làm chung. Em sao thì làm đi. Đưa hai cái tay lại. Nghẹt thở, nghẹt thở. Lên là, lên là, lên là, lên. Trò chơi này cần sự phối hợp nhịp nhàng của hai thành viên trong đội và sự tinh tế trong những góc nhìn. Cái đó thì tụi em là chắc chắn rồi. Không có. Lại tạo nên. Lại ra vẻ rồi. Ủa sao anh Vinh tự nhiên hôm nay anh muốn mai gì? Mình chơi là mình phải chơi như vậy. Ơi. Mỗi đội sẽ có một chiếc khăn. Giao chung ha anh. Khăn này dùng để hứng bóng. Hai người, mỗi người cầm hai đầu khăn. Chúng ta sẽ có hai cặp chơi. Cặp nào thắng thì sẽ đấu chung kết với cặp kia. Ok. Rồi. Khi vào chung kết chúng ta sẽ có một cái khăn khác. Đội nào để ba quả bóng rớt xuống đất, đội đó thua. Loại. Giang ơi, có được nhấp hai nhịp không? Thoải mái, mình giữ mà, không okay. Đùm tay trực tiếp thôi. Nên nhớ là bóng chỉ chơi trong cái phòng màu đen này thôi. Okay. Rồi, mời chọn đội đi. Cái gì? Em chọn gì dạ? Em chọn gì dạ? Trời trời, em chỉ rồi tôi tới, em liền đâu ngán em. Rồi. Nhiều ra bị ai ra trước chạy trước. Nhiều ra bị là hút này xuống ra. Trắng đen này đây đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ai ra trước chạy trước. Nhiều ra ít bị ít bị. Rồi chạy trước. Hiện á. Một người, còn người nữa. Đâu là cặp rồi chọn rồi là đó. Đội là cái đội. Có cặp rồi, có cặp rồi. Trời ơi, tôi không tin luôn á cô giáo. Người ta nhiều ra ít bị mà cô giáo còn dày nè. Ai muốn lấy bóng trước? Bên em chứ. Đây 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 đây. Bên em thắng, bên em thắng. Anh quản quản tôi. Không phải tôi gì. Quản tôi gì, quản tôi gì. Lớn rồi. Hai. Rồi thắng. Mà khoan, thắng là được trước rồi anh hay là? Vâng, thắng được trước. Chúng ta sẽ có luật chơi. Đội nào làm rớt ba quả bóng xuống nền trước đội đó thua. Hoặc là bị rớt ra khỏi cái vùng của mình cũng là thua. Hoặc là bắt đã, bình tĩnh nha. Một, hai, ba, bắt đầu. Bể, bể thì sao không? Không gấp, không gấp. À khoan, khoan. Để tôi nhắc lại. Luật của mình là từng bóng lên chứ không có đem ra cái đổ dưới nha. Không có chơi vậy. Vậy hả? À. Chơi đấy nó gọi là dơ quá đấy. Nhưng mà tưng bóng lên tôi đứng gần gần tôi tưng chứ không qua lưới sao? Không phát, phát là phải đứng xa chứ. Phát là đứng ngầu kia chứ, đúng rồi. Chính biết chơi. Rồi, ok, hiểu rồi. Đúng rồi, tôi okay. Mình phải nhanh nhạy lên. Tập trung chị. Kết nối vô. Để má, để đi cho không. Hai. Tâm thức, tâm thức. Chơi kìa. Ôi, ôi. Chưa, chưa, bọn em đang ấy mà. Không, không tính, không, chơi dơ. Một không. Hai ba. Anh Giang, anh Giang, anh Giang. Bọn em chưa kịp trong luôn đấy. Sao không sao đâu. Chưa. Này, tập trung lại. Bây giờ này, cái đế sẽ nháp đi, sẽ nháp không đi. Có nháp. Không có nháp. Không. Một không rồi. Chưa, đấy, chỉ nó kìa 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 mà em không. Bắt đầu. Bay, nấu, cười. Sơ. Nhảy lên anh Vinh. Đây là trò chơi có tên là hái hoa bên đường. Hái hoa bên đường. Đúng vậy, Trường Giang sẽ tham gia cùng với lại đội ba người. Chúng ta chúng ta có ở đây là dội mừng. Đây, chúng ta có một con cá sấu ở đây. Đây là một trò chơi của các bạn thiếu nhi cũng hay chơi. Chúng ta sẽ bắt đầu nhấn. Khi nào con cá sấu nó ngậm lại, đó chính là tín hiệu để tất cả chúng ta cùng di chuyển về cái cây hoa bên đường kia. Chúng ta mỗi người cầm một cành, dĩ nhiên nó chỉ có 7 cành mà thôi. Ở đây chúng ta có tất cả là 8 người. Và một người sẽ bị loại. Và lượt tiếp theo chúng ta vẫn chơi với số lượng là 8 người. Đội nào có nhiều người không giành được hoa, đội đó thua cuộc. À, đây là dùng về sự nhanh nhẹn và sức mạnh. Lo quá. Bên này có một con gà đang bị rồi chúng ta đứng về hai đội đi ạ.
mình sẽ bấm Trường Giang xong tới Dạ xong tới Luật xong tới Vinh y chang vậy ha. Ok ok. Chưa. Ha ha. Anh Luật xui lắm. Em thấy càng hơi cao hơn, càng hết rồi. Đổi đi em đổi. Thôi tên Vinh. Người lên Ngọc, Ngọc lên Ngọc. Em ra ra mọi người ra. Đi xuống thoải mái đi. Tới Bé Như. Như đây. Dạ chị kìa. Bé Như. Ủa sao em chị Như? Đúng rồi. Sao đâu bấm thôi mà. Chưa. Như bấm chưa? Ui. Chưa bấm đi. Anh Vinh bước lên rồi kìa. Rồi dẹp dẹp con lên nha. Vậy lâu 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 lên lâu. Em bấm chứ, chị bấm chứ. Em bấm chứ kìa. Ôi em bấm luôn rồi. Ôi mà sao chúng đổi em mà lại bấm? Có sao đâu. Có nhận không? Tự nhiên em kể tôi là trên bé này trên Giang dễ sợ. Rồi tới lại tôi đây. Tới anh Giang kìa. Rồi con đi xuống. Rồi tôi xong. Trời ơi. Chưa anh luôn. Chưa dạ chưa. Chưa kìa. Anh Vinh lên kìa. Anh Vinh qua bấm kìa. Chưa. Tới anh Vinh. Tới anh kìa. Ê, cứng nó cứng rồi. Ê, lưu lại bé bồ. Lưu lại bé bồ ơi. Nó tóc anh kìa. Chưa tới em. Tới anh Vinh. Bấm đi. Tới Ngọc này chứ. Tới anh Thơ. Tới anh. Dương Lan Ngọc, Tiến Luân. Chúng ta vỗ tay chào đón Lê Phương Thủy Ngân, Trương Thế Vinh, Lâm Vĩ Dạ. Đã bụng bự rồi còn đi anh nữa. Cái bụng em bự em còn ứng ra chi vậy? Đã vậy rồi còn gì không biết nữa. Em vậy em tưởng làm vậy nó không chết. Không chết. Ngày hôm nay chúng tôi không biết như nào. Tôi không biết là cái đội makeup ra sao. Mà sao cái mặt trắng vậy? Ai cũng trắng luôn á. Anh nó bị không? Không, anh bình thường. Anh bình thường. Do đèn á, đèn đánh em sáng hoặc là... Do đèn á, với lại đèn có thể làm sao mà cho mặt của tôi gọn gọn hơn. Thấy mặt ai cũng bự bự hết vậy. Không phải do makeup đâu anh, do mỡ nó tràn ra đó. Chứ cái máy nữa kìa. Anh nghe ngươi xong em mà tức quá trời tức luôn á. Bé gì? Bé gì vậy kìa? Bé gắn cái máy. Bé mới gắn cái máy giả mà đúng nghĩa của chữ giả luôn. Không phải. Hai cái màu tóc nó khác nhau. Hai cái màu tóc khác nhau rõ ràng. Màu đen thấy rõ lắm. Cái này tóc em nó ra màu đen mà tóc này nó màu nâu nên em gắn màu đen cho nó hợp. Nó hợp. Ủa gì vậy? Tóc này nó ra màu đen, tóc này nó màu nâu là giỡn ở trên cái đầu. Hồi sáng em nhìn nói em dễ thương. Em nói giống con Pika Pika con hoạt hình á. Nên em để luôn. Cảm ơn em. Ủa sao? Chưa nói gì mà. Nhưng mà hồi sáng em đâu có làm buka đâu. Anh thấy sáng em làm khác nè. Thì thưa quý vị là nghệ sĩ tụi em là lúc mập lúc ốm. Quý vị hay thấy lắm. Nhiều khi coi mới hôm nay sẽ đẹp vậy. Ngày mai sẽ ưu xuống mập vậy. Vô chừng lắm. Vô chừng. Tại vì tụi em phải phục vụ nghệ thuật. Nhiều khi cái sản phẩm này, dự án này cần mập thì mình phải mập. Đâu nhiều do khi... ăn uống vô độ đó anh. Bé này chưa kịp nói xong luôn á. Vậy là bây giờ Thúy Ngân là đang vô dự án gì mà sao lên cân nè? Không phải em đi quay em bị cực quá. Xong rồi cái chị đạo diễn nói là sợ em bị ốm quá em mất sức. Em không có sức quay nên em phải ăn nhiều em lấy sức. Nhưng mà lấy sức xong sao đó co hết từ tập 1 đến tập 25. Ai cứu em gái em vô? Không. Bé Ngân là hiện tại trên mạng có một cái tên đúng không? Trên mạng mấy bạn đặt tên Ngân là gì đó? Hạt nhai. Hạt nhai là sao? Ủa, xài nhạc á. Thiệt, trên mạng hay đó à, bé hạt nhai. Mới đầu mình nghe, ủa sao có tên giống công chúa quá. Ờ, hạt nhai nghe như bé hạt tiêu á. Đặt tên đó đúng rồi. Đặt cái tên đúng luôn á. Thì để xem phần gọi là thú vị cho buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ có hai khách mời. Đây là hai khách mời đến từ chương trình The Mask Singer. Là hai giọng hát nổi bật. Đó chính là Hà Nhi và Voi Bản Đồ Anh Tú. Wow. Trời ơi, thương quá hả? Wow.
Ủa quá hả? Hai lá xanh còn chưa chín, đã hẹn nước đôi mình. Đâu phải em muốn quên là sẽ quên, là sẽ quên. Đâu phải mong hết đau là mất đau, là mất đau. Tàu chưa? Hết kết chưa? Rồi, hạt nhài luôn. Nhiều khi lý trí của mình nghe những chuyện tình thật sự. Chúng ta đã có đo hạt nhài. Lo ghê luôn. Trời ơi, thiệt, ông này là... Em nói anh nè, em tức ghê luôn khi ông này chuyên môn là đi ra sai kịch bản. Tạm chung sai kịch bản của em tức ghê. Từ là hai, sao? Em tức là mỗi lần mà thống nhất kịch bản là ông đi một đường khác. Rất là bực mình. Mà làm kịch bản cũng nói cho anh biết. Anh giới thiệu do bọn đôi mà ra phi như ngựa thấy thua rồi. Đúng rồi. Thôi một đôi ngựa cũng ok mà anh. Đôi ngựa. Hồi nãy giờ tụi anh đang nói về chuyện của Thúy Ngân thì hai em ra gánh giùm cho Thúy Ngân một đoạn cũng khá là dài. Đây, thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với Hà Nhi. Hà Nhi xin chào chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Dạ. Ôi cái hạt đó nó qua em rồi. Bây giờ là anh Tú. Xin chào tất cả mọi người và ngày hôm nay Tú rất là vui khi được tham gia Bảy Nụ Cười Xuân. Lần này là lần thứ hai Tú tham gia và mong rằng mọi người sẽ nương tay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chào đón một khách mời đặc biệt. Nữa? Ai vậy? Vẫn còn hả? Vừa rồi như là hai bạn trẻ thôi. Thế bây giờ là một chị già. Chúng ta sẽ chào đón một nhân vật nữa. Sẽ phải nghe và đoán họ là ai. Lần đầu tiên được gặp nhau nha. Có tiếng không? Có hình. Thưa với quý vị là ở đây chúng tôi có những cái lỗ tai gọi là đỉnh cao về âm nhạc. Ví dụ như Hà Nhi với anh Tú là giỏi về nhạc đúng không? Còn tụi anh ở đây thì cũng có biết về nhạc. Và chúng ta sẽ bắt đầu đoán ha. Nghe nha, chuẩn bị 3, 2, 1. Xin mời. Ủa có luôn. Cái bài này quen ta, hình như bài này em có hát rồi. Đâu, người đây đâu? Rồi, tôi đoán là nữ. Tôi đoán là nữ đó. Anh, cái này bé lớp 3 cũng đoán được anh. Dạ. Vâng, mình làm lại đi, mình là anh cả. Mình là anh cả. Tụi em đoán được nhưng mà không dám nói. Từ từ, nói sao cùng. Rồi, bây giờ tôi mời hai cái người mà gọi là có kinh nghiệm sống lâu ở trên đời nhất. Mời Tiến Luật đoán. Tôi đoán đó là một giọng nữ. Biết rồi, có đoán rồi. Anh, cái này đoán rồi. Giọng nữ thì biết hát. Khoanh vùng thêm miền nào? Chắc chắn là giọng nữ miền Bắc. Giọng nữ miền Bắc. Vinh sao? Vậy cho nó an em toàn. Em là... em đoán giọng nữ miền Nam. Tôi đoán đây là một bạn nữ mắc cười. Nani? Ủa? Anh nghe giọng một cái là anh biết là mắc cười hay không à? Em nghĩ là bạn nữ này ốm. Tôi cũng nghĩ vậy. Ủa? Alo sao? Ủa? Nó có cái nguyên lý gì mà sao tự nhiên nghe giọng hát thế mà nó ra được hả? Có nha. Ốm là cái hơi nó đẩy lên hả? Nó suôn sẻ. Gần làm nữ cho anh nghe coi. Đó, nghe sao biết lên ký. Cái giọng em rằng trịch vậy đó. Thôi bây giờ vậy, bây giờ xin phép chương trình, xin phép khách mời Bí Ẩn thêm một đoạn. Đúng rồi. Lời tiếng Việt. Hát lời đi. Đúng rồi. Đừng có ú ớ nữa, mất cầm tụi nó. Ú ớ hoài. Ú ớ để lên nói chuyện được đâu, đừng ú ớ nữa. 2, 3. Đời dương mênh mông lung, lướt cách xa ngàn phương trời. Rồi tôi biết rồi. Em biết rồi, trời em cũng biết rồi trời. Em biết. Em nghĩ là đây là chị Tóc Tiên. Em đoán chị Bích Phương. Ê, em sẽ là người đoán cuối cùng. Em biết rồi, em biết người này. Em rồi. Nghe cái em ra rồi. Thêm lại. Em đoán đúng chắc chắn luôn nên là em đoán cuối cùng. Rồi, đoán bây giờ. Đoán sau đi. Chú Thế Vinh, okay. Chú Thế Vinh. Đây là. Đây là. Em đoán là chị Lệ Quyên. Đây là một ca sĩ lâu rồi không đi hát. Cái giọng không liên quan luôn. Em đoán em đâu có nhớ được là ai đâu. Tiến Luật. Bích Phương. Bích Phương. Trong những cái dự đoán vừa rồi là không có cái nào đúng cả. Theo tôi chị Bích Phương không hát giọng này đâu. Đúng rồi, Bích Phương phải vậy đâu. Dạ, chị Bích Phương là nhanh. Đứng ra đây hay mình chốt luôn không? Chốt nhanh để còn vào chương trình. Chốt nhanh chốt rồi. Chốt được không? La lên nha. 1, 2, 3. Dương Hoàng Yến. Đúng rồi. Quên sao tự nhiên không nghĩ ra. Chính xác là Dương Hoàng Yến luôn. Dạ, em có. Hay quá.
Đầu tiên thì cho phép Duồng Yến xin được chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi 7 nụ cười xuân và tất cả các anh chị ngày hôm nay ạ. Vui quá, đến đây toàn gặp người quen là người vui lắm. Vui không? Vui ạ. Thôi đoán ra giọng mình, có một em với cả Nhi thôi, buồn nha. Em mà Nhi mà không đoán nốt là chị không chơi với em luôn á. Tức là 10 lần em đoán là có đúng một lần đúng thôi là chị đó. Dạ. Thật ra ca sĩ đi hát chung với nhau mà đoán không ra giọng thì còn gì nữa đúng không? Quá đơn giản đi, đây là cô giáo nữa, cô la 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 la, em biết ở đâu rồi à. Đặt vị trí âm thanh biết luôn rồi. Đúng rồi. Thì bây giờ ngày hôm nay quá đông đi. 1, 2, 3, 4. Thôi nữa là anh Giang với lại bác mở một đội đi rồi. Phải, chiếc cho mình. Anh Giang biết sao không? Tại vì nếu mà lẻ lẻ đó là anh vô đội của người ta, người ta thua. Rồi, bây giờ vậy, con bé này nó có một cái sự gọi là không hài lòng là khi được Giang chơi đội nào thì đội đó thua. Bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi để chia đội. Và ngày hôm nay, đặc biệt chúng ta sẽ có mỗi đội 2 thành viên. Ủa? Đúng rồi, và 4 đội. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Nghệ sĩ Tiến Luật. Trương Thế Vinh.